Bộ phim hài hước pha trộn một chút yếu tố kinh dị này nhất định sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Nữ chính là Han Hena, cô sinh ra trong một gia tộc dính lời nguyền. Các thành viên trong gia tộc chỉ cần hôn người khác giới sẽ lập tức bị biến thành cờ hó. Hình phạt đó sẽ kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ và sẽ lập đi lập lại hàng đêm. Lời nguyền chỉ được giải khi họ trong hình dạng chó có thể tiếp tục hôn lại người trước đây mình từng hôn. Vì lời nguyền chết tiệt đó mà Hena phải chung thủy với số phận làm cẩu độc thân. Mọi chuyện bắt đầu từ lần Hena được cờ rớt Jun-gu tổ chức sinh nhật cho. Trước sự chứng kiến của bạn bè và sự mong đợi từ Jun-gu, cứ ngỡ rằng một nụ hôn ngọt ngào sẽ xảy ra. Hena không muốn dính lời nguyền nên đã dứt khoát úp cả chiếc bánh kem lên mặt Jun-gu. Kết quả khiến chuyện tình đẹp như mộng của họ toang theo. Nhiều năm sau, Hena đã trở thành giáo viên. Cô nhận được tin người cũ lấy vợ, bạn bè đều lo lắng cho Hena. Nhưng thật ra cô ấy vẫn rất ổn. Hena muốn rủ đám chị em tốt đi nhậu vài ly. Đáng tiếc bạn họ đều bận đi hẹn hò cùng bạn trai mà cho cô leo cây. Hena rất ghét nhìn thấy các cặp học sinh vượt mặt mình hẹn hò cùng nhau. Nực cười kẻ bị tổn thương lại luôn muốn làm tổn thương người khác. Hena nổi tiếng trong trường học với biệt danh kẻ chia đôi nụ hôn. Mỗi khi các cặp đôi chuẩn bị hôn nhau, cô ấy đều sẽ kịp thời xuất hiện và ngăn cản. Danh tiếng về nữ hoàng ghen tị Hena đã lan ra khắp trường, khiến cô bạn đồng nghiệp cũng bắt đầu lo lắng cho cô ấy. Trái ngược với Hena, nam chính Jin Seo-won lại rất được học sinh yêu mến. Anh ấy có nụ cười tỏa nắng, khiến bao trái tim thiếu nữ mê đắm. Không chỉ có vẻ ngoài điển trai, mà thân thủ của Seo-won cũng rất nhanh nhẹn. Trong giờ ăn cơm trưa, nền nhà ăn quá trơn khiến một bạn học sinh nam té ngã. Seo-won ở gần đó, lập tức ra tay giúp đỡ. Hành động ngầu đét đó khiến ai nấy đều phải trầm trồ khen ngợi. Buổi tối, các giáo viên trẻ trong trường rủ nhau đi liên hoan, Hena đã để mắt tới thầy Bogem. Anh chàng này không chỉ đẹp trai mà còn có trái tim lương thiện yêu động vật giống cô ấy. Hena thấy tay của Seo-won bị thương thì muốn hỏi thăm, ai ngờ lại bị anh ấy tránh né, khiến cô sượng chân vô cùng. Mọi người ngồi vào mâm đợi dài cổ thì Jun Che-a mới chịu xách mông tới. Khi đã nhậu ngà ngà say, Hena nhận được tin Juna chính là người mà Jun-gu cưới. Hena bị đả kích khi bị bạn thân phản bội, cưới mối tình đầu của mình. Hena tức giận, nốc rượu như uống nước lã. Khi đã say ngoắc cần câu, cô quyết định chơi lớn một lần cho thiên hạ trầm trồ. Cô lấy hết dũng khí, siêu vẹo chạy đến bên thầy Bogem tỏ tình. Ai ngờ mắt nổ mắt xịt thế nào, lại hôn nhầm thầy Seo-won. Đợi đến khi cô ấy tỉnh táo lại thì sự đã rồi. Hena biết mình đã gây ra họa, vội vàng xin lỗi thầy Seo-won rồi bỏ chạy trối chết. Cô băng qua nhiều con đường, muốn nhanh chóng về nhà. Đáng tiếc chỉ đi được nửa đường, lời nguyền đã có tác dụng, khiến Hena đã biến hình thành chó. Hena trong bộ dạng chú chó nhỏ, khó khăn lắm mới về được nhà. Nhờ có chiếc giày mà chị gái Juna có thể nhận ra cô ấy. Chị gái lo lắng nếu như trong 100 ngày Hena không hóa giải được lời nguyền thì cô ấy sẽ mãi mãi phải sống cuộc đời là một chú cún. Sáng hôm sau, Hena tỉnh dậy, cô nhớ lại những gì mình đã làm. Hena chỉ muốn trốn chạy khỏi trái đất, nhưng chị Juna không cho cô ấy có cơ hội làm điều đó. Cuối cùng trước sức ép từ chị gái, Hena buộc phải tới trường học làm việc như mọi ngày. Thầy Bogem hứa sẽ giúp cô ấy giữ bí mật về chuyện tối qua, nhờ vậy mà Hena cũng yên tâm hơn phần nào. Ở bên khác, các em học sinh nữ rất mê cái cách thầy Seo-won múa phấn trên bảng. Hena đã gọi Seo-won ra bên ngoài và chân thành xin lỗi anh ấy. Hình ảnh hai người trò chuyện cùng nhau vào mắt các học sinh lại thành cả hai đang hẹn hò. Trở về nhà, Hena nhìn thấy cảnh mẹ và chị mình đau khổ tiễn cậu của mình vào bệnh viện. Người cậu của cô ấy vì không hóa giải được lời nguyền đã phải sống kiếp chó cả đời. Bây giờ ông ấy lại có một khối u không thể cắt bỏ, có lẽ phải tiến hành chạy thận. Juna giục Hena mau hẹn Seo-won ra ngoài uống rượu và chuốc say anh ấy. Cô ấy và Gu-taek sẽ đi theo để phụ giúp Hena giải lời nguyền. Đêm đó Hena lại biến thành chó vào lúc 12 giờ đêm. Juna và Gu-taek đã giúp em gái lưu giữ lại những hình ảnh đáng yêu đó. Ngày hôm sau Hena như âm hồn bất tán quấn lấy Seo-won chỉ vì muốn mời anh ấy đi ăn. Seo-won thấy cô ấy quá phiền, không còn cách nào khác, cuối cùng anh đành phải nhận lời. Trong bữa nhậu, Hena liên tục chuốc rượu Seo-won. Rượu vào lời ra, cô cũng nói ra những ấm ức trong lòng của mình với Seo-won. Sau đó Hena phát hiện sắp đến giờ biến hình, cô vội vàng chạy ra bên ngoài. Hena muốn nhân cơ hội Seo-won ra bên ngoài tìm mình thì chạy tới phô diễn vẻ đáng yêu để quyến rũ anh ấy. Chỉ là cô không hề biết rằng Seo-won rất sợ chó. Cho dù cô trong hình dạng cún con có đáng yêu bao nhiêu thì vào mắt Seo-won cũng như chó sói đáng sợ. Nước đi này Hena chưa từng nghĩ tới. Hena cố tỏ ra đáng yêu nhưng cô càng chuyển động càng khiến Seo-won sợ hãi. May mắn khi đó thầy Bogem tới nơi, anh ấy thấy có chú chó nhỏ thì thích thú bế lên cưng nựng. Người ta đáng yêu thế này mà đồ quỷ sứ Seo-won dám gọi chị là chuột. Chị Juna và anh Gu-taek cũng đuổi tới nơi. Họ vội vàng cảm ơn Bogem và bế Hena ra về. Lần đầu tiên ra trận đã thất bại thảm hại, nhưng Hena không hề bỏ cuộc. Ở bên này, Seo-won lo lắng không biết Hena đã nhìn thấy cảnh mình nhát gan bị chú cún nhỏ dọa sợ chưa. Anh ấy đến trường học lại nghe Jun Che-a nói xấu Hena nên anh đã dạy dỗ cô ta vài câu. Sau đó Hena hẹn Seo-won ra, cô chuyển khoản trả cho anh ấy tiền bữa ăn hôm qua. Hena vô tư còn muốn nhờ Seo-won đứng ra làm cầu nối cho mình và thầy Bogem. Buổi tối, Hena tới chỗ hẹn, vốn là cuộc hẹn giữa cô và hai mỹ nam cực phẩm. Bây giờ lại có thêm Jun Che-a chen chân. Cô ta nói mình được thầy Bogem mời tới. Bốn người bọn họ chơi trò, thám hiểm căn nhà ma ám.
Hena phát hiện trên trần nhà có gì đó kỳ lạ. Seo-eun đã cõng cô ấy lên xem. Sau khi trần nhà vừa được mở ra thì có một cánh tay người rơi xuống. Hena bị dọa cho suýt đứng tim, miệng cô hét lên ầm ĩ, tay không quên đánh Seo-eun xối xả. Nhờ có thiên tài toán học là thầy Seo-eun nên mọi người nhanh chóng giải được các câu đố và mở cửa thoát ra bên ngoài. Thời gian dần đổ về đêm, chị Juna lo lắng gọi điện thoại hỏi han Hena. Khi chỉ còn lại hai người, Hena rủ thầy Seo-eun đi nhậu nhưng lại bị anh ấy từ chối rằng mình không thích uống bia, cuối cùng cô chỉ đành bỏ ra về. Vô tình Hena lại nhìn thấy thầy Bogem và Jun Chea đang ảnh có 3 cốc bia nên cô hiểu lầm rằng Seo-eun lừa mình. Khi xe bus chở Hena rời đi thì Seo-eun cũng đi tới, họ cứ vậy mà lỡ lạc mất nhau. Hena thất vọng trở về nhà, anh Gu-tik đã khai sáng cho cô ấy. Hena nhận ra những lần Seo-eun mất tích trước đây đều là do bị những con chó dọa sợ. Hóa ra bao lâu nay cô ấy đã trách lầm anh ấy mất rồi. Ngày hôm sau, có vài ba tên học sinh cá biệt lén hút thuốc. Hena tốt bụng đi đến, nhắc nhở bọn chúng, lại bị chúng khinh thường ra mặt. Bọn học sinh này còn chơi nhây, muốn sàm sỡ cô ấy. May mắn thầy Seo-eun xuất hiện kịp thời. Như một vị thần, anh ấy dễ dàng hạ gục ba tên học sinh cá biệt bằng những thế võ chuyên nghiệp. Choi Jun chạy tới, đọc tên từng thằng bọn nó, khiến ba thằng đó sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Hena bị dọa sợ vì chuyện ban sáng, khiến cả ngày hôm đó cô ấy cứ như người mất hồn vậy. Seo-eun thấy vậy thì cố tình mua cho Hena một phần bánh tiramisu. Nhìn cô ấy hạnh phúc ăn bánh khiến anh ấy cũng cảm thấy vui lây. Đêm nào cũng phải biến thành chó khiến Hena rất mệt mỏi, cô thèm ngủ kinh khủng. Hena ngủ gà ngủ gật, khi cô sắp ngã thì được Seo-eun xuất hiện từ phía sau kịp thời đỡ lấy. Thật ra khi còn nhỏ, thầy Seo-eun cũng là một nạn nhân của bạo lực học đường. Bọn bắt nạt anh ấy còn đem cả chó tới cắn Seo-eun, khiến anh luôn bị ám ảnh và sợ hãi loài chó từ đó. Hai người đều có những bí mật không thể bật mí, rất dễ nảy sinh sự đồng cảm. Seo-eun và Hena vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Buổi tối, bọn học sinh cá biệt bắt gặp Choi Jun tại cửa hàng tiện lợi. Chúng định lấy thịt đè người, ai ngờ lại gặp phải Choi Jun rất cứng, cả hai bị bốc về đồn. Vì bố mẹ Choi Jun hiện đang sống tại Úc nên cảnh sát chỉ đành gọi cho cô giáo chủ nhiệm của cậu bé là Hena. Phụ huynh của tên cá biệt ban đầu còn rất lớn giọng phách lối nhưng sau khi gặp phải Hena thì lập tức tắt điện luôn. Giải quyết xong chuyện đó, Hena mới phát hiện ra sắp đến giờ biến hình rồi. Cô gọi điện thoại cho chị gái nhưng điện thoại lại bị rơi xuống cống. Hena chỉ đành bỏ chạy nhưng Choi Jun vẫn cứ bám đuôi theo cô ấy không rời. Và cuối cùng chuyện gì đến cũng đến, Hena đã biến hình trước mặt học trò của mình. Choi Jun chứng kiến cảnh đó thì bị dọa cho ngu người luôn. Sau khi tỉnh lại, anh ấy suy đi tính lại một hồi lâu. Cuối cùng vẫn quyết định đưa Hena trong bộ dạng con chó về nhà nuôi. Ở bên này, chị Juna đi nhậu say bí tỉ, không biết trời trăng mây gió gì nữa. Chỉ báo hại anh Gu-tik phải hầu hạ con sâu rượu mà thôi. Choi Jun dùng điện thoại của Hena gọi điện thoại cho chị Juna, lại nghe thấy giọng của anh Gu-tik nên cậu ấy vội vàng tắt máy. Hena giả vờ ngủ, sau đó nhân lúc Choi Jun ngủ muốn bỏ trốn. Nhưng vì chiều cao khiêm tốn nên cô ấy không thể mở được cửa. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan Hena bắt đầu nản, cô lăn ra ngủ cho tới sáng. Nghe tiếng động bên ngoài nhà, Hena vội vàng bật dậy mặc quần áo. Seo-eun bước vào, thôi xong thật rồi, quả này có 10 cái miệng cũng không giúp Hena giải thích nổi. Hai chữ trong sạch thần thiếp không dám nhận, Seo-eun đánh mắt nhìn Hena, sau đó lại nhìn sang Choi Jun. Cô ấy có tật giật mình mà vội vàng giúp Choi Jun kéo áo xuống. Thì ra Seo-eun chính là cậu của Choi Jun, hai người sống với nhau tại ngôi nhà này. Chỉ có điều không ai biết về mối quan hệ giữa hai cậu cháu họ mà thôi. Seo-eun bắt đầu chất vấn Hena và Choi Jun. Tại sao cô giáo và học trò nam lại ở chung một phòng? Suýt thì Choi Jun phọt ra bí mật của Hena. Rất may vào thời điểm quan trọng, cô ấy đã kịp thời chặn miệng anh ấy lại. Hê nói dối tối qua mình tới sở cảnh sát, đón Choi Jun thì say quá. Choi Jun không biết nhà của cô giáo ở đâu nên chỉ đành đưa cô ấy về nhà của mình ngủ lại một đêm. Nghe hai người họ cố gắng giải thích, Seo-eun vẫn không mấy tin tưởng. Anh tiễn Hena ra về, anh còn dặn dò cô ấy giúp giữ bí mật về mối quan hệ của mình và Choi Jun. Vô tình cảnh đó lại bị Jun Chea thích thầm Seo-eun nhìn thấy. Cô ấy cho rằng hai người họ đang âm thầm hẹn hò cùng nhau. Choi Jun sau khi nhìn bộ dáng biến thành cún của Hena thì bắt đầu muốn nuôi một chú thú cưng. Nhưng anh ấy biết rất rõ tính của cậu mình, nhất định Seo-eun sẽ không đồng ý. Đợi khi Seo-eun tới trường học thì Jun Chea cứ bám lấy anh ấy. Cô ta cho rằng đã nắm thóp được Seo-eun rồi. Hôm đó hiệu phó lại mang cún đến trường học, khiến Seo-eun rất sợ hãi. Anh chần chừ không dám bước vào phòng vì không muốn để lộ bí mật sợ chó của mình. Hena thấy vậy thì đã giúp anh ấy bằng cách nói mình bị dị ứng với lông chó, muốn hiệu phó đem nhốt chú chó vào chuồng. Hiệu phó cưng chó như con của mình, đâu chịu để nó ủy khuất như vậy. Ông ấy nói Hena hãy cố gắng tự vượt qua căn bệnh của mình. Hiệu phó coi Seo-eun như ô xin mà sai xử, bắt anh ấy đi lấy thức ăn cho chó. Sau đó lại lấy cớ có việc bận và bắt anh ấy giúp mình cho chú chó ăn. Không còn cách nào khác, anh ấy chỉ đành miễn cưỡng tiến lại cho chó ăn. Ban đầu con chó rất ngoan, nhưng khi ngửi thấy mùi cầu lương, nó lập tức bật chế độ háu ăn và lao tới. Ngay khi nó sắp trùng về phía Seo-eun thì Hena đã lao tới đẩy anh ấy ra khỏi phòng. Dẫu vậy nhưng con chó còn ở lại trong phòng thì Seo-eun không dám bước chân vào đó nửa bước. Cuối cùng anh ấy đã nhờ Bogem giúp mình trông chó. Bogem không hề biết Seo-eun sợ chó nên vừa thấy anh ấy từ xa.
Borgen đã thả con chó xuống đất cho nó tự chạy về phía Seol, khiến anh ấy sợ đến mức không thể nhúc nhích được cơ thể. Một lần nữa Hena lại xuất hiện như một vị thần. Cô ném ra chiếc vòng phép thuật thu hút con chó sang hướng khác. Sau đó Hena nghe nói chú chó đã được phó hiệu trưởng đưa đi thì lập tức chạy đến chỗ Seol, giả vờ nghe điện thoại nhưng chủ yếu là thông báo cho anh ấy biết tin. Seol lập tức quay trở lại văn phòng, anh kiểm tra không thấy con chó đâu thì an tâm ngồi xuống. Thấy đói bụng nên Seol vừa làm việc vừa ăn nhẹ một chút bánh gạo. Anh không hề biết rằng chú chó nhỏ ở dưới gầm bàn ngửi được mùi thơm liền chạy tới. Nó làm máy tính bị sập nguồn khiến Seol phải cúi xuống kiểm tra. Vô tình ánh mắt anh ấy và con chó chạm nhau, Seol theo bản năng mà té ngửa ra phía sau. Ở bên này Hena qua miệng các đồng nghiệp lại biết được con cún mặt sệ đã quay trở lại. Cô vội vàng lao tới văn phòng như một cơn gió. Hai đồng nghiệp nhìn thấy Seol co ro ngồi trên bàn, họ hỏi anh ấy có phải sợ chó không. Họ không tin trên đời lại có một người đàn ông sợ chó. Seol không biết trả lời thế nào thì Hena chạy tới. Cô bế con chó lên rồi hỏi Seol vòi phun nước đã được sửa chưa. Seol hiểu ý cũng phối hợp theo, anh đứng dậy giả vờ sửa chữa. Nhờ vậy mà Hena đã cứu được Seol khỏi một trận mất mặt. Nhìn Hena vui vẻ chơi đùa cùng chú chó, Seol không thể rời mắt khỏi cô ấy. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Seol đã bị cô gái đáng yêu này thu hút và hớp mất hồn rồi. Buổi tối Hena tới cửa hàng bánh, Seol cũng bị Borgen bắt tới đó mua bánh. Seol thấy Hena đắn đo, không biết mua món bánh nào, nên anh đã mua tất cả các loại bánh, sau đó tặng cho cô ấy. Để đáp lễ Hena cũng tặng anh ấy chiếc móc khóa hình chú cún con. Mong rằng thông qua nó, Seol sẽ vượt qua được nỗi sợ chó của mình. Sau đó Seol đem bánh tới cho Borgen. Borgen nói anh ấy thích sống trong rừng, cho gần gũi với thiên nhiên. Sáng hôm sau, Borgen đi tới một căn phòng trong trường học. Bên trong có một căn mật thất, Borgen đi tới bên một chiếc hộp và đặt tay lên nó. Tâm trí của Borgen bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ. Anh ấy trong trang phục cổ đại đang quàng khăn cho người con gái mình yêu thương. Nhưng khi người phụ nữ rời đi, lại bị một nhóm người bí ẩn đuổi giết. Borgen nâng niu chiếc khăn trong tay, trong lòng dâng lên một nỗi buồn vô hạn. Ngày hôm sau, vì trong trường học sắp có một cặp đôi kết hôn, Seol và Hena được các đồng nghiệp cử đi mua quà tặng. Nhân viên bán hàng hiểu nhầm họ là một đôi nên đã ra sức mời hai người mua đồ ngủ đôi. Hena nói mình cần mua một ít thuốc say xe để phòng mai đi xe bus đi ăn đám cưới. Seol thấy vậy liền mời cô ấy đi chung xe với mình. Ai ngờ cuộc nói chuyện của họ lại bị Jun Chae-a nghe thấy. Vốn thích Seol nên cô ta không cho phép Hena cướp mất anh ấy khỏi tay mình. Nhưng Seol không chịu để cô ta đi cùng xe với mình. Thấy vậy Jun Chae-a vội vàng chuyển hướng sang Hena dù cô ấy đi cùng xe với mình. Không có lý do gì để từ chối nên Hena chỉ còn cách đồng ý đi cùng xe với Jun Chae-a. Ngày hôm sau, Seol ăn mặc như soái ca tới mê hoặc Hena muốn cô đi cùng xe với mình. Ngay khi đó Jun Chae-a lại đi tới, Seol nhanh trí dùng ô che lại khiến cô ta không nhìn thấy bọn họ. Tiếp xúc ở khoảng cách gần khiến tin Hena bắt đầu loạn nhịp để có thể ghi điểm trong mắt Hena. Seol đã phải dành nguyên buổi tối để học lái xe từ các video trên mạng. Thấy ông cậu cố chấp như vậy, Choi Jun cũng cạn lời. Seol còn chuẩn bị cả đồ ăn vặt trên xe và xịt nước hoa các kiểu. Là một tay ngang vừa mới thi được bằng chưa lâu nên Seol lái xe vô cùng lúng túng. Hai người đi giữa đường thì trời đổ mưa, thậm chí anh tài xế Seol còn không thể điều khiển cần gạt nước theo ý mình, khiến Hena bắt đầu cảm thấy có gì đó cấn cấn. Để Seol giảm bớt căng thẳng, Hena gợi ý bật tí non-stop cho khuây khỏa. Ai ngờ Seol lúng cuống thế nào lại bật media, khiến Hena không nhịn được mà phải phì cười vì anh ấy. Sau đó Choi Jun gọi điện thoại cho Hena. Sau khi biết cô ấy đang ngồi trên xe của cậu mình thì anh ấy vội vàng giục cô mau xuống xe. Đời người chỉ có một cái mạng mà thôi, đừng dại dột mà trao cho Seol như thế. Choi Jun vạch trần Seol lái xe rất tệ, anh ấy mới chỉ lấy bằng lái xe được 3 tháng mà thôi. Thậm chí anh ấy còn không biết xem Google Maps và đi trịch lộ trình. Hena bắt đầu rén ngang, cô ôm chặt dây an toàn và bắt đầu cầu nguyện. Sau 77-49 lần đi nhầm đường thì cuối cùng hai anh chị cũng đến được đám cưới. Nhưng họ đã tới muộn nên Hena chỉ đành kéo Seol chạy nhanh vào hội trường. Nhân cơ hội đó Seol đã nắm chặt tay cô ấy. Sau đó Seol đã lên hát một bài chúc mừng đôi bạn trẻ. Thấy anh ấy tỏa sáng trên sân khấu, Hena không khỏi si mê ngắm nhìn không chớp mắt. Vì không được đi cùng xe với Seol nên Jun Chae-a giận dỗi, không muốn đi cùng xe với các đồng nghiệp khác. Cô ta tự bắt taxi và đến nơi khi buổi tiệc sắp kết thúc. Jun Chae-a cứ nhất quyết bắt Seol đưa mình ra nhà ga để bắt xe về nhà. Seol không thể từ chối cô ta nên phải làm theo. Anh ấy lái xe nhưng tâm trí chỉ mải ghen tuông khi nghĩ đến việc Hena và Borgen đi biển cùng nhau. Cơn ghen lấp đầy lý trí của anh ấy khiến Seol quyết định sẽ về Seol cùng Jun Chae-a. Ở bên này, Borgen và Hena đi biển, nhưng cô ấy có vẻ không vui khi Seol rời đi. Buổi tối, để giúp em gái mình đẩy nhanh tốc độ biến thành người, chị Juna và anh Gutek đã chạy đến gặp Choi Jun, mời anh ấy ăn ngon và nhờ Choi Jun đứng ra làm cầu nối giúp, để Hena có thể sớm hôn được Seol và thoát kiếp chó độc thân. Choi Jun đã ăn đồ ăn của chị Juna rồi nên chỉ còn cách nhận lời giúp đỡ. Họ dự tính sẽ thực hiện kế hoạch vào ngay tối nay. Tối đó Choi Jun liên tục thúc giục cậu mình đi ngủ. Đợi đến khi xác định Seol đã ngủ say,
Choi Jun mở cửa cho chị Juna và anh Gu-taek vào nhà. Họ âm thầm đưa Hena vào phòng của Seo-un và đóng cửa lại. Hena nhớ đến khoảng thời gian qua, mình đã tiếp xúc bên Seo-un. Cô nhận ra mình đã thích Seo-un mất rồi. Hena đã hôn Seo-un, nhưng cô chẳng thể biến lại thành người. Cô nghĩ có lẽ đã sai ở đâu đó, nên lại tiếp tục hôn Seo-un lần nữa. Vô tình Hena đã đánh thức Seo-un dậy. Vừa nhìn thấy cô ấy trong bộ dạng chú chó con, Seo-un lập tức bỏ chạy và hét toáng lên. Choi Jun lập tức xông vào bịt mắt Seo-un để Hena có cơ hội bỏ trốn. Sau đó anh lại nói do Seo-un hoa mắt mà thôi, chứ thật sự không có con chó nào ở đây cả. Ngày hôm sau, hai chị em Hena ngồi lại phân tích cùng nhau. Họ nhận ra muốn đạt được kết quả, bắt buộc phải hôn trong khi đối phương tỉnh táo. Hena lập tức nản lòng, Seo-un sợ chó như vậy, vừa thấy chó anh ấy đã chạy mất dép rồi. Đến gần còn không được, làm thế nào mà hôn đây? Bây giờ việc đầu tiên Heba cần làm là giúp Seo-un vượt qua được nỗi sợ chó. Ngày hôm sau trong khi chờ xe bus, Hena đã hỏi Seo-un tại sao lại sợ chó như vậy. Seo-un thật thà kể chuyện 50 tuổi, gặp ám ảnh về chó cho Hena nghe. Thấy anh ấy đáng thương như vậy, Hena càng cảm thấy thương hơn. Buổi tối Hena nói với chị Juna, cô muốn giúp Seo-un thoát khỏi nỗi ám ảnh về loài chó. Một phần vì cô muốn thoát khỏi lời nguyền, một phần cũng vì xuất phát từ tình cảm với anh ấy. Chị Ju nhìn phát biết ngay là em gái đang yêu rồi. Sau đó Hena hẹn Seo-un ra và nói muốn giúp anh ấy. Vì tình yêu nên Seo-un cũng đồng ý nghe theo cô ấy. Ngày hôm sau, Hena đưa Seo-un đi tới tiệm thú cưng. Cô ấy yêu cầu anh ấy nhìn vào chú cún trong 5 giây. Nhờ sự động viên của Hena mà Seo-un đã vượt qua thử thách. Anh ấy cảm thấy cún đáng yêu hơn mình nghĩ. Sau đó Hena bắt đầu bài học nâng cao. Cô dạy Seo-un cách phân tích tiếng sủa của những con chó. Trong tiềm thức của Seo-un, những con chó sủa là muốn cắn người. Sau khi được Hena lý giải, anh ấy mới biết những con chó luôn bộc lộ cảm xúc qua tiếng sủa của mình. Nhờ Hena mà Seo-un như được biết thêm về một chân trời tri thức mới. Khi đã mệt, hai người tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Hena khen ngợi Seo-un, hôm nay học rất ngoan. Ngay khi đó lại có một con chó từ xa chạy tới, kích thích Seo-un nhớ lại những ký ức đáng sợ trong quá khứ. Để bảo vệ anh ấy, Hena đã dùng áo khoác trùm đầu hai người lại. Đồng thời cô cũng dùng lời lẽ mềm mại, xoa dịu tâm trạng đang bất an của anh ấy. Seo-un nhớ lại khoảnh khắc Hena đã bảo vệ mình. Bỗng nhiên trái tim anh cảm thấy ấm áp lạ thường. Nhìn chiếc móc khóa hình chú cún, Seo-un bỗng nhiên ảo tưởng đó là Hena, khiến anh say nắng cô mãi không thôi. Ngày hôm sau đi làm, Seo-un lại thấy một em học sinh mang tên Chi-un đang bị đám bạn xấu bắt nạt. Những ký ức thở đi học, bị bạo lực học đường của Seo-un cũng trỗi dậy. Có lẽ là vì đồng bệnh tương liên nên Seo-un đã đi tới muốn giúp đỡ Chi-un. Nhưng cô ấy lại sợ gây thù với đám bạn và phải nếm trải chuỗi ngày bị bắt nạt không hồi kết. Nên đã nói dối Seo-un là bọn họ đang đóng phim về phòng chống bạo lực học đường mà thôi. Seo-un không từ bỏ, anh đi gặp cô giáo chủ nhiệm của Chi-un. Nhưng cô ta chỉ chống chế vài câu cho qua chuyện mà thôi. Seo-un biết không thể trông đợi vào người này nên anh quyết định sẽ tự mình điều tra. Sau giờ học, Chi-un sợ hãi trốn vào phòng thiết bị. Dưới sự động viên của Hena và Seo-un, cuối cùng Chi-un cũng chịu thú nhận việc mình bị các bạn học bắt nạt. Ngay lập tức Seo-un đưa vụ việc ra hội đồng ban giám hiệu nhà trường và yêu cầu họ xử lý chuyện đó. Nhưng thầy hiệu phó sợ ảnh hưởng tới danh tiếng nhà trường nên muốn lấp liếm mọi chuyện, điều đó khiến Seo-un vô cùng thất vọng. Hena đi tới an ủi Seo-un, cuộc sống luôn là như vậy, có nhiều thứ không thể theo ý muốn của mình. Seo-un cũng mở lòng hơn và kể cho Hena nghe khoảng thời gian tồi tệ của đời mình, khi anh vừa phải đi học cấp 3, vừa phải chăm sóc cho Jun, lại bị đám bạn xấu ăn hiếp và đem chó ra dọa anh. Đó cũng là lý do khiến Seo-un luôn sợ chó. Hena rất đồng cảm với nỗi lòng của Seo-un. Cô đã ôm lấy và động viên Seo-un, bảo anh hãy cứ khóc đi cho thỏa nỗi lòng. Hena biết mình cần làm gì đó để giúp Chi-un với sự giúp đỡ của chị Juna. Cô biến thành cún và cướp đi điện thoại của kẻ bắt nạt khi cô ta đang tự sướng. Ngày hôm sau có bằng chứng trong tay, Hena buộc hiệu phó phải xử lý vụ bê bối bạo lực học đường đó. Nhưng điều đó vô tình lại khiến Che-hi càng thêm ghét Seo-un. Cô ta lên kế hoạch hãm hại anh ấy bằng cách tỏ ra thân thiết và cho người âm thầm quay lại video. Thông qua đó buộc tội Seo-un tội quấy rối nữ sinh. Bọn chúng không hề biết rằng Hena ở bên ngoài đã nghe được kế hoạch xấu xa đó. Buổi tối cô hóa thành hình hài chú cún và ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện của Che-hi và đồng bọn. Trước khi bị bọn chúng phát hiện ra, Hena đã nhanh chóng dùng bốn chân chạy khỏi đó. Trên đường về nhà, chị Juna mở ghi âm ra nghe và biết được bọn chúng muốn nhắm vào Seo-un. Chị Juna lập tức gọi cho Seo-un để cảnh báo, nhưng máy liên tục bận. Hóa ra Che-hi đã đi trước một bước và liên hệ với Seo-un. À, ta hẹn anh ấy ra bên ngoài lấy cớ muốn gặp mặt trực tiếp để sám hối về lỗi lầm mình đã gây ra. Không còn cách nào khác, chị Juna phải gọi cho Choi Jun. Sau khi biết rõ kế hoạch xấu xa của Che-hi thì Choi Jun cũng gia nhập đội tìm kiếm. Hena có chiếc mũi cún nên dễ dàng tìm được vị trí của đám học sinh. Ở bên đó Che-hi đang đóng kịch khóc lóc, tỏ ra đáng thương và dựa vào vai của Seo-un. Hena đi tới và sủa ầm lên, làm lộ vị trí của đám học sinh quay lén. Che-hi và đám bạn đuổi theo Hena, Seo-un biết mình bị lừa thì cũng đuổi theo bọn chúng. Đám học sinh quay lén bị Choi Jun chặn đầu. Che-hi đuổi theo Hena khắp nơi, Hena thông minh trốn sau bức tượng.
Che Hi chạy tới chỗ tối lại gặp Bogem, trái với hình ảnh hòa đồng hàng ngày. Bogem xuất hiện với thái độ vô cùng dữ tợn. Anh lấy cây gậy và ra tay trừng phạt Che Hi. Cô ta chạy tới đâu, Bogem cũng như bóng ma chặn đầu. Sau khi chơi chán, anh mới chịu buông tha cho ả ta. Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết, Chi Uân đã được giải thoát khỏi đám bạn xấu xa. Trường học đã không còn nạn bạo lực học đường nữa. Hena chưa vui được bao lâu, lại nghe tin nhà trường tổ chức đi dã ngoại, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải qua đêm ở bên ngoài. Hena lo lắng bí mật của mình sẽ bị bại lộ. Cô chỉ đành nhờ vả sự giúp đỡ của Choi Jun. Ngay lập tức Choi Jun về nhà năn nỉ cậu, cho mình được nuôi cún trong nhà vài ngày. Choi Jun nói dối rằng có một người bạn đi xa nên nhờ anh trông giúp. Buổi tối chị Juna bế Hena tới trao cho Choi Jun, không quên dặn dò anh ấy phải đánh thức Hena vào lúc 3 giờ sáng để hôn Seo-un. Nếu lời nguyền không được giải trừ thì Choi Jun phải trao trả Hena cho họ vào lúc 5 giờ sáng trước khi cô ấy biến hình trở lại. Choi Jun hứa nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Anh uống rất nhiều nước tăng lực nhưng không thể cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ. Hena tỉnh dậy vào sáng sớm, cô mặc quần áo của Choi Jun và muốn rón rén ra về, ai ngờ lại bị Seo-un bắt gặp. Tưởng rằng cô ấy là Choi Jun nên Seo-un vỗ vai và kêu cô ấy ra bên ngoài mua chút đồ ăn sáng. Mặc dù nghi ngờ tại sao một đêm Choi Jun lại gầy tong teo như vậy, nhưng cơn buồn xả lũ khiến Seo-un phải phi ngay vào nhà vệ sinh. Hena chớp lấy cơ hội nhanh chóng ra về. Ra khỏi nhà vệ sinh, Seo-un bắt gặp Choi Jun đang tìm kiếm Hena. Anh cho rằng mình vừa nãy mơ ngủ mà thôi. Rõ ràng Choi Jun vẫn cao lớn khỏe mạnh mà. Anh thắc mắc tại sao Choi Jun đi ra ngoài, bây giờ lại xuất hiện trong nhà. Hơn hết quần áo mặc trên người cũng không giống ban nãy. Choi Jun cứng họng chỉ đành đánh trống lảng rồi bỏ về phòng. Mắt thấy ngày đi dã ngoại sắp tới gần, Hena quyết định tối nay phải hoàn thành nhiệm vụ giải lời nguyền. Cô dặn dò Choi Jun phải giúp đỡ mình. Ấy thế mà tối đó Seo-un chưa ngủ, Choi Jun đã lăn ra ngủ như chết rồi. Hena chỉ đành tự thân vận động, cô ra bên ngoài liên tục bày ra bộ dạng đáng yêu. Ngay khi sắp câu dẫn được Seo-un chạm vào mình thì Bogem lại tới phá ngang. Bogem nói tới nhà Seo-un ngủ rồi ngày mai đi cùng nhau luôn cho tiện. Rõ ràng sự xuất hiện của Bogem không hề đơn giản như lời anh ấy nói. Juna không gọi cho Choi Jun được, chỉ đành tự nhập mật mã vào bên trong nhà đưa Hena đi. Vô tình lại bị Bogem bắt gặp, chị Juna nói dối mình là chị gái của chủ nhân chú cún. Bogem ẩn ý nói những điều khó hiểu. Kế hoạch thất bại khiến Hena rất buồn, cô thu xếp đồ đạc đi dã ngoại mà lòng buồn rười rượi. Chỉ mong không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Tới nơi dã ngoại, Choi Jun còn làm một căn nhà cho cún để Hena khi biến hình có thể ngủ tại đó. Ban đêm khi đồng nghiệp ngáy o o, Hena không dám chợp mắt vì thời gian biến hình sắp tới rồi. Khi cô rón rén muốn rời đi, lại bị nữ giáo viên gọi lại. Cô nói dối mình muốn đi vệ sinh mà thôi. Đợi khi nữ giáo viên và Seo-un đi làm nhiệm vụ, Hena nhanh chân chạy đi. Cô không hề biết rằng hành tung của mình đã bị Seo-un phát hiện ra. Anh thấy cô ấy chạy như ma đuổi. Hena ngủ một đêm trong lều cún khiến cơ thể mệt mỏi. Seo-un tinh tế đi tới sau lưng, che nắng cho cô ấy. Nữ đồng nghiệp cho rằng Hena vẫn chưa buông bỏ được Bogem nên đã ra tay gắn ghép hai người họ. Seo-un muốn lên thuyền cùng Hena, lại bị nữ giáo viên cản lại. Hena nhìn thấy con sâu trên thuyền thì sợ hãi nắm chặt lấy Bogem như cọng rơm cứu mạng. Học sinh chứng kiến cảnh đó thì liên tục đẩy thuyền, Seo-un cũng ghen ra mặt. Tối đó tới lượt Hena làm nhiệm vụ kiểm tra. Cô thấy thiếu mất ba học sinh nên vội đi tìm. Vô tình bị Seo-un nhìn thấy, anh lập tức đi theo để giúp đỡ. Hai người vất vả tìm kiếm nhưng không có kết quả. Thời gian biến hình sắp tới nên Hena chỉ đành rời đi trước. Sau đó Seo-un cũng tìm được ba học sinh và gọi người tới đưa họ về. Anh lo lắng vì không liên lạc được cho Hena. Ngay khi đó anh nhìn thấy Hena trong bộ dạng của chú cún. Seo-un thấy chú cún này vô cùng quen mắt. Một bà lão đi tới và bế Hena đi. Cô liên tục dùng ánh mắt cầu cứu nhưng Seo-un không nhận ra. Choi Jun phát hiện ra Hena mất tích thì vội vàng chạy đi tìm. Anh tìm thấy quần áo của Hena, Choi Jun thổi còi, mong rằng Hena sẽ nghe được. Trong khi đó Hena bị bà cụ đem về và xích vào cột. Hình như bà ấy đang định biến cô thành cầy tơ bảy món. Hena sợ hãi cắn đứt dây bỏ trốn. Cô nhìn thấy Seo-un đang đi tìm thì chạy về phía anh ấy. Không may Hena trượt chân và ngã xuống hố. Sau đó cô nghe được tiếng còi tìm kiếm của Choi Jun. Nhưng Choi Jun làm đủ cách cũng không cứu được Hena lên. Anh chỉ đành vứt cho cô quần áo rồi chạy đi tìm người cứu trợ. 6 giờ sáng hôm sau, Hena biến hình trở lại thành người. Cô ném chiếc giày lên bên trên, may mắn được Seo-un nhìn thấy. Nhờ vậy mà Hena được anh ấy kéo lên bên trên. Một đêm kiệt sức khiến Hena nằm ngay trên người của Seo-un. Sau đó Seo-un giúp Hena băng bó vết thương ở chân và cõng cô ra về. Hình ảnh tình tứ của họ vô tình bị Bogem nhìn thấy. Khuôn mặt Bogem ý vị, không bộc lộ rõ vui buồn. Một cô gái đi tới gọi Bogem là đại nhân. Thì ra cô gái này là học sinh chuyển trường mới tới tên là Sujon. Cô gái này khá kỳ lạ và dường như có khả năng nhớ được ký ức kiếp trước của mình. Một học sinh bị mất ví tiền, buộc lòng Hena và Seo-un phải chịu trách nhiệm đi tìm. Sau khi tìm được ví, hai người còn tranh thủ đi dạo và mua sắm cùng nhau. Vô tình lại bị tên bạn trai cũ cha nam của chị Juna nhìn thấy và chụp ảnh lại. Hena và Seo-un không hề biết mình bị người ta theo dõi.
hai người vẫn cứ tình tứ, vui vẻ cười đùa bên nhau. Sau đợt đi dã ngoại, tình cảm của Seo-un và Hye-na đã thăng hạng. Seo-un biết Hye-na không còn thích bo game nữa. Anh muốn tỏ tình với Hye-na, lại bị nữ đồng nghiệp quấn lấy cản trở. Hye-na cũng phát hiện ra mình đã thích Seo-un nhiều hơn. Không biết giải bày cùng ai, cô chỉ có thể tâm sự với người cậu của mình. Hye-na muốn tiến xa hơn cùng Seo-un, đồng nghĩa với việc cô phải thổ lộ mọi chuyện cùng anh ấy. Hye-na phân vân cô sợ rằng sẽ vì vậy mà đánh mất anh ấy. Khó khăn lắm họ mới có thể mở lòng cùng nhau. Người cậu không muốn Hye-na đi vào vết xe đổ của mình năm xưa, nên đã ra sức động viên cô ấy phải dũng cảm đấu tranh giành hạnh phúc của đời mình. Nhờ có sự động viên của cậu, Hye-na quyết định sẽ thú thật mọi chuyện với Seo-un và sẽ biến hình ngay trước mặt anh ấy. Ngay khi Hye-na tới nhà tìm Seo-un, cô lại bắt gặp Seo-un đang gặp gỡ. Trong Min, một kẻ chuyên moi móc drama đời tư của người khác và bóc phốt bù phêm. Hắn chính là kẻ trước đây từng bắt nạt Seo-un. Trong Min xem được bức ảnh của bạn trai cũ Juna đang lên mạng và nhận ra Seo-un. Seo-un bây giờ đã khác, anh nhận ra thủ thật đê tiện của tên cặn bã đó. Seo-un mạnh mẽ dùng chân nghiền nát cây bút có camera và đe dọa trong Min cút được bao xa thì mau cút. Hắn ta lại sủa tiếng chó và khiêu khích Seo-un, thậm chí còn lấy bài báo ra đe dọa anh ấy. Hye-na thấy thời gian tới gần, cô chỉ đành trốn vào một giác khuất, vô tình lại bị trong Min phát hiện ra và đuổi theo. Hắn ta chỉ thấy quần áo nằm trên đất và một chú cún chạy đi. Seo-un lo lắng gọi điện thoại cho Hye-na, nhưng cô đã biến thành chó, chỉ đành thở dài tiếc nuối. Ngày hôm sau, chị gái và Hye-na quay trở lại tìm quần áo thì còn đúng cái nịt. Ngay khi đó, mẹ gọi điện thoại tới bắt hai chị em về nhà. Người mẹ tra hỏi hai chị em về việc Hye-na có bạn trai và đang mắc lời nguyền. Hai chị em một mực phủ nhận, khiến người mẹ chỉ đành ở lại nhà của họ. Tối đó, chị Juna chờ mẹ ngủ thì rón rén đưa Hye-na về phòng. Ai ngờ chuông báo thức kêu lên đánh thức người mẹ. Mẹ ôm ghì lấy Hye-na không cho cô về phòng. Thế là Hye-na không còn cách nào khác ngoài biến hình ngay trước mặt mẹ. Mẹ tức giận yêu cầu chị Juna ngày mai phải gọi điện thoại hẹn bạn trai Hye-na tới nhà. Hye-na nghe vậy chỉ biết bất lực thở dài. Ngày hôm sau, mẹ làm một bữa cơm thịnh soạn cho Hye-na, khiến cô sợ hãi cho rằng mẹ đang làm đám giỗ đầu cho mình. Chị Juna an ủi cô ấy rằng đừng lo, chị đã sắp xếp cả rồi. Thì ra sắp xếp trong lời chị ấy chính là gọi Choi Jun tới nhà diễn một vở kịch qua mắt mẹ. Mẹ khá hài lòng với Choi Jun, còn Hye-na lại sợ hãi vì Choi Jun chưa đủ tuổi vị thành niên. Choi Jun miệng lưỡi trơn tru, dỗ cho mẹ Hye-na rất vui. Nhưng để chắc cú, bà ấy vẫn nhốt Choi Jun vào. Mẹ muốn giữ anh ấy lại nhà của họ một đêm, phải tận mắt nhìn thấy con gái giải được lời nguyền thì bà mới an tâm. Hye-na bị dồn tới đường cùng, chỉ đành thú nhận mọi chuyện với mẹ. Mẹ biết đã bắt nhầm người nên cúi người xin lỗi và thả Choi Jun ra về. Ban đầu Hye-na định để Choi Jun bắt xe ra về, nhưng sau khi biết hôm nay là sinh nhật của Seo-un thì cô lại đổi ý. Seo-un thấy Hye-na xuất hiện thì vui mừng khôn xiết. Anh càng hạnh phúc hơn khi được cờ rớt tặng quà và chuẩn bị bánh kem sinh nhật cho mình. Cơm no rượu say, ba người bắt đầu đi dạo cho tiêu thực. Choi Jun như kỳ đà cản mũi, bị hai người kia ngó lơ. Anh chủ động rút lui mà nước mắt lăn dài trên khóe mi. Đơn phương một người thật khó, đơn phương mộng tương lai của mình lại càng khó hơn. Seo-un muốn tỏ tình cùng Hye-na lại bị cô ấy ngăn cản. Hye-na muốn mình là người mở đầu, cô vào nhà vệ sinh luyện tập một hồi, sau đó lại uống rượu để lấy động lực. Seo-un hiểu lầm rằng mình đã làm Hye-na khó xử nên đã yêu cầu cô ấy không cần phải nói gì thêm. Cứ vậy mà cả hai người giữ im lặng nguyên buổi. Hye-na say khướt hết ngắm hoa ven đường, lại tựa đầu vào vai Seo-un. Ở bên này, trong Min trộm đồ đạc của Hye-na và đang tìm hiểu về cô ấy thông qua thẻ ngành. Seo-un nhìn thấy trong Min tới trường học tiếp cận các học sinh để dò la thông tin về Hye-na, anh cảm thấy rất lo lắng. Sau đó trong Min lại tới cửa hàng gà rán của bố mẹ Hye-na. Sau khi trò chuyện, hắn muốn bố của Hye-na cho mình xem ảnh của cô ấy. Ngay khi đó, mẹ Hye-na đi tới, bà cảnh giác và ngay lập tức ngăn cản việc làm ngu ngốc của chồng. Điều đó khiến Trong Min vô cùng tức giận, hắn không bỏ đi mà đứng bên ngoài nghe trộm cuộc trò chuyện của bố mẹ Hye-na. Trong Min biết được cậu của Hye-na sau khi biến thành cún thì được gửi tại cửa hàng thú cưng. Ngay lập tức hắn sai người tới cửa hàng thăm dò và lén đặt camera. Buổi tối, Hye-na nói với chị gái mình định thú thật mọi chuyện với Seo-un. Chị Juna khuyên em gái nên suy nghĩ lại, vì trước đây cô đã từng có bạn trai và thú nhận với anh ta bí mật đó. Kết quả đã bị quay video và tống tiền cô ấy. Kết quả mẹ phải chi rất nhiều tiền để bịt miệng hắn ta, sau đó ép hắn hôn chị ấy, nhờ vậy chị Juna mới có thể trở lại thành người. Hai chị em vô tư trò chuyện không hề biết rằng mình đã bị Trong Min nghe lén. Trong Min lập tức chạy đi tìm bạn trai cũ của chị Juna và trả tiền cho hắn giúp mình điều tra thêm về gia đình của Hye-na. Tối đó, Seo-un hẹn hò cùng Hye-na, anh nhìn thấy một kẻ đáng nghi muốn tiếp cận cô ấy. Thế là Seo-un bất chấp nguy hiểm, chạy tới bên cạnh cô ấy. Anh nhanh chóng khống chế được người đàn ông đó. Ai ngờ người đó lại chính là bố ruột của Hye-na. Chứng kiến người thanh niên này bất chấp nguy hiểm, bảo vệ con gái mình, người bố vô cùng cảm động. Ông biết ngay Seo-un là người đã cướp mất nụ hôn đầu của Hye-na. Ngay khi người bố sắp nói ra vụ lời nguyền biến thành chó, đã bị Hye-na bịt miệng lôi đi. Bây giờ Hye-na mới kể cho bố nghe về hoàn cảnh éo le của mình. Người bố động viên Hye-na rằng nếu Seo-un yêu cô thật lòng sẽ chấp nhận cô ấy.
Nhờ có sự động viên của bố, Hena quyết định sẽ nói toàn bộ mọi chuyện cho Seo-won biết. Ngay khi đó, cô nhận được tin nhắn từ một người lạ mặt, đối phương gửi cho cô xem hình ảnh bộ quần áo mà mình đã mất và hẹn cô ra gặp mặt lúc 11 giờ. Hena và chị Juna đi tới điểm hẹn là một nhà kho bỏ hoang, trong bin ném ra bộ quần áo và máy ghi âm được chuẩn bị từ trước. Sau đó đe dọa ép Hena vào 12 giờ ngày hôm sau phải đem toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà tới cho hắn. Nếu không, hắn sẽ đem toàn bộ bí mật về cô, nói cho Seo-won biết rằng người phụ nữ anh ấy yêu thực chất là một chú chó. Hai chị em Hena bất lực, chỉ đành tìm tới sự trợ giúp của bố mẹ. Trong Min cũng đăng tin lên trang cá nhân của mình, úp mở thông báo sẽ có một tin sốc muốn công bố. Người mẹ yêu cầu các thành viên trong nhà phải nghỉ phép vào ngày mai để tìm đối sách. Seo-won không thấy Hena bị ốm nên đi làm thì lo lắng. Anh vô tình biết được Choi Jun đã nói dối về việc chú chó của bản thân bị tra khảo, nhưng Choi Jun quyết không bán đứng Hena. Seo-won đem cháo tới treo trước nhà Hena và nhắn tin bảo cô ấy mau lấy vào ăn cho mau khỏi bệnh. Chị Juna rất áy náy vì tên bạn trai cũ cha nam của mình đã làm liên lụy tới em gái. Đồng thời khi đó, bố mẹ của Hena đã dùng máy cắt khóa đột nhập vào nhà tên bạn trai cũ của Juna, trói hắn lại và dùng khóa vân tay tìm ra địa chỉ của Trong Min. Thông tin giáo viên biến thành chó được Trong Min hé lộ khiến dư luận sục sôi. Seo-won biết Trong Min đứng sau mọi chuyện nên đêm đó anh đã tìm tới hắn và tẩn cho hắn một trận cảnh cáo, không cho hắn tiếp tục đăng tin làm ảnh hưởng tới Hena nữa. Trong Min giả vờ bỏ chạy và dụ Seo-won tới nơi năm xưa, sau đó lại dùng chiêu cũ đem chó dọa anh ấy. Seo-won bị bóng ma tâm lý làm cho tê liệt, nhân cơ hội đó Trong Min dùng gậy gỗ đánh anh ấy một cách bất ngờ. Bên phía này, bố mẹ của Hena đã tìm tới nhà của Trong Min và trộm đi tất cả thiết bị máy tính, sau đó lại nhờ tên bạn trai cũ của Juna gọi Trong Min về nhà. Trong Min thấy nhà bị quậy tung thì tức giận, hắn gọi cho Hena để cô xem Seo-won bị mình đánh ngất, sau đó đe dọa nếu Hena không tới sẽ giết Seo-won. Vì quá lo lắng, Hena bất chấp nguy hiểm và lời căn dặn của cha mẹ mà ra khỏi nhà. Trong Min cho quay trực tiếp cảnh Hena biến thành cún, người xem xúi Trong Min hôn Hena để cô nhanh chóng biến thành cún. Ngay khi hắn sắp thực hiện hành vi đồi bại của mình thì Seo-won chạy tới đấm sấp mặt. Hóa ra Seo-won đã khiêu khích đồng bọn của Trong Min nên có cơ hội bỏ chạy tới đây. Hena và Seo-won ra được bên ngoài, Seo-won cũng muốn biết bí mật của Hena. Dưới trời mưa, Hena không biết mở lời làm sao. Ngay khi đó, thời khắc biến hình đã tới, Hena biến thành chú cún trước mắt Seo-won. Nhưng anh không hề sợ hãi, chỉ cần đó là Hena thì dù cô có biến thành chó, anh cũng không hề sợ hãi. Nhờ nụ hôn của Seo-won, Hena đã giải được lời nguyền biến trở lại thành người. Hai người cũng nhờ vậy mà xác nhận mối quan hệ cùng nhau. Hóa ra lời nguyền đó là do Bogem đặt lên gia tộc của Hena. Anh ấy đã nói với Hena ở kiếp trước rằng con cháu đời sau của cô ấy chỉ cần hôn người khác giới sẽ bị biến thành cún. Chỉ khi nào chứng minh được tình yêu thì mới có cơ hội biến lại thành con người. Bogem đã chạy tới chỗ của Trong Min và dùng phép thuật ném hắn vào tường. Sau đó anh lại dùng phép thuật xóa sạch ký ức của hắn ta. Bogem lại nhớ lại ký ức xa xưa, hóa ra anh ấy là một vị thần núi được người tôn thờ. Anh đã cứu mẹ của một cô bé và được cô ấy dùng đá báo đáp trong một thời gian dài. Thấy cô ấy chân thành nên anh đã xuất hiện gặp mặt một lần. Anh giới thiệu mình là bạn của thần núi, cô gái cũng giới thiệu cho anh biết mình tên là Chu Dong. Sau khi thiết lập mối quan hệ, Hena và Seo-won rất tình cảm. Họ chui vào chăn và bày tỏ tình cảm cùng nhau. Buổi tối họ sẽ chúc nhau ngủ ngon, buổi sáng sẽ chúc đối phương một ngày tốt lành. Nhìn cậu mình mỉm cười ngốc nghếch, Choi Jun biết anh ấy và Hena đã yêu nhau. Choi Jun cho Seo-won biết những thói quen của Hena. Thứ nhất, không được yêu cầu cô ấy làm những trò của cún. Thứ hai, cô ấy thích uống cacao thay vì cà phê. Hena rất ngượng ngùng đôi khi thích nhưng luôn miệng nói không muốn. Sau đó Choi Jun lại tới tìm Hena tiết lộ cho cô ấy những thói quen sở thích của cậu mình. Seo-won rất thích ăn trứng ốp la hình mặt người, nếu không được ăn sẽ dỗi như con nít ngay. Còn thích nhắm mắt khi đứng trong thang máy và nhẩm tính tới tầng của mình thì mới mở mắt ra. Thêm vào đó, Seo-won cũng có sở thích đặc biệt với môn toán học. Thầy phó hiệu trưởng đưa ra quy định trong khuôn viên trường học cấm các giáo viên khác giới thể hiện tình cảm với nhau. Ở đời càng cấm cái gì càng khiến người ta kích thích và muốn làm. Hena và Seo-won luôn lén lút nắm tay nhau một cách chớp nhoáng. Họ còn bí mật gặp nhau tại hành lang khi không ai chú ý. Họ biết trong phòng thể chất luôn vắng người nên luôn chọn đó làm nơi hẹn hò. Ngay khi đó, một nhóm học sinh xuất hiện khiến hai người sợ hãi nép vào rèm cửa. Học sinh lại mở rèm khiến hai người phải tách nhau ra. Bên cạnh đó, thầy hiệu phó tới gặp Bogem. Thì ra ông ta cũng là tay sai dưới trướng của anh ấy. Hiệu phó tha thiết xin Bogem hãy dừng tay và trở về núi, nhưng Bogem không chịu dễ dàng từ bỏ. Anh nói với hiệu phó rằng anh sẽ trả lại cho hai người đó những đau khổ mà mình phải chịu. Thầy hiệu phó lấy cớ đi chùa, cầu bùa bình an cho mọi người và đưa cho Hena chiếc bùa được Bogem chuẩn bị cho cô ấy. Thấy Hena đeo nó vào tay, ông ta mới yên tâm. Một bên khác, Chi-won nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ cổ trang đi vào gian phòng. Cô vội vàng đuổi theo nhưng chỉ thấy một chiếc khăn lụa, còn người phụ nữ như bốc hơi rồi vậy. Một vài hình ảnh vụn vặt khiến Chi-won có linh cảm chiếc khăn này là của mình. Sau đó cô lại nhìn thấy bức tranh trên tường. Bất ngờ hơn nữa, người phụ nữ đó có gương mặt giống hệt cô ấy.
Chi-won sợ hãi ngất đi, Bo-gem nhanh chóng xuất hiện và ôm lấy cô ấy. Chi-won tỉnh lại tại phòng y tế, cô nhớ tới hai món đồ kia và cho rằng nó có liên quan tới kiếp trước của mình. Tối đó Juna thấy rất ganh tị với Hena vì đã tìm được tình yêu chân chính của đời mình. Gu-taek ở bên cạnh hết lời an ủi cô ấy. Ngay khi đó Juna nhìn đôi môi mọng của anh ấy mà muốn hôn. Về nhà Juna kể cho Hena nghe về ham muốn kỳ lạ của mình. Bị lây ham muốn từ chị gái, Hena liên tục nhìn vào đôi môi của Seo-won một cách thèm khát. Chị Juna nhắn tin tới dặn Hena đừng về nhà, bởi chị ấy muốn có không gian riêng để làm rõ tình cảm của mình dành cho Gu-taek. Seo-won đưa Hena về nhà mình, Choi Jun tới nhà bạn chơi nên không có nhà. Chị Juna nhắn tin tới nói đã xong việc và Hena có thể về nhà rồi. Nhưng cô muốn ở bên Seo-won lâu hơn, Seo-won chủ động đi tới muốn hôn Hena. Hai người muốn tiến xa hơn lại bị tiếng gõ cửa phá ngang, Hena chạy vào phòng của Choi Jun trốn. Người tới lại là Bo-gem, thấy bạn sắp mở cửa phòng của Choi Jun, Seo-won vội vàng nói dối là Choi Jun bị ốm và ngủ rồi đừng đánh thức anh ấy. Ai ngờ Choi Jun lại về đúng lúc, Seo-won vội vàng chạy ra bên ngoài ngăn cản. Muốn đuổi cháu trai đi để mình trò chuyện cùng Bo-gem một lát. Thấy Bo-gem cũng ở đây, Choi Jun vội vàng chạy vào bên trong. Seo-won chỉ đành nói dối rằng Choi Jun ra ngoài mà mình không biết. Thấy Choi Jun muốn vào phòng, Hena sợ hãi trốn vào tủ quần áo. Khi Choi Jun mở cửa vào phòng không bắt gặp Hena thì Seo-won mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ba người đàn ông xem phim, đợi khi hai kẻ phá đám đã ngủ say, Seo-won vào bên trong tìm Hena. Nhìn cô đáng yêu quá, anh không kìm được mà hôn lấy. Hai người cứ thế hôn nhau trong tủ một hồi lâu. Sau đó Seo-won bí mật đưa Hena ra về. Bo-gem không hề ngủ và chứng kiến tất cả. Ngày hôm sau Chi-won đi tìm Bo-gem, trở lại căn phòng cô không còn thấy chiếc khăn và bức tranh kia đâu nữa. Chi-won đề nghị bói cho Bo-gem một quẻ. Lá bài đầu tiên cho thấy Bo-gem là người có thân phận cao quý. Lá bài thứ hai cho biết Bo-gem bề ngoài luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng trong thâm tâm luôn âu sầu ảo não. Lá bài thứ ba cho thấy Bo-gem luôn đứng đợi ở cửa địa ngục, chờ đợi người thương quá cố. Chi-won kết luận Bo-gem đã bỏ cả cánh rừng xanh tươi để đến nơi này làm một hồn ma vất vưởng, chỉ để chờ đợi người con gái anh yêu. Trong khi đó cô ấy lại không hề muốn thấy anh như vậy. Những lời nói của Chi-won như sát muối vào vết thương trong lòng của Bo-gem. Anh không bao giờ quên được người con gái ấy. Bo-gem cầm móc khóa hình chú cún là món quà Hena tặng cho Seo-won. Sau đó gọi điện hẹn Seo-won tới gặp mình. Seo-won tới tìm Bo-gem nhưng không thấy anh ấy đâu. Anh cúi người nhặt móc khóa của mình, Bo-gem bất ngờ xuất hiện, vung kiếm về anh ấy. Kiếp trước Seo-won cũng vung kiếm về Chi-won giữa bờ vực thẳm. Ngày hôm sau Hena và Seo-won đi ăn cùng nhau. Seo-won kể cho Hena nghe, hình như Bo-gem rất kỳ lạ. Hôm qua anh ấy đã kề kiếm vào cổ anh và nói ra những lời khiến Seo-won không thể nào hiểu nổi. Mặc dù Bo-gem thả Seo-won đi, nhưng ánh mắt của anh ấy dường như chất chứa vô vàn bí mật và sự thù hận. Hena lại cho rằng Seo-won nghĩ nhiều rồi. Theo tính cách của Bo-gem hàng ngày thì có lẽ anh ấy chỉ đang đùa mà thôi. Ngày hôm sau đáng ra hai người sẽ tiếp tục đi hẹn hò. Đáng tiếc Hena đã bị sốt nên chị Juna đã gọi điện thoại cho Seo-won nhờ anh ấy chăm sóc em gái giúp mình. Hena thấy Seo-won tới thì nghĩ rằng mình đang mơ. Cô thậm chí còn mời anh ấy nằm xuống cùng mình. Hena khen cơ thể của Seo-won ấm và thơm nên cứ sáp lại bên cạnh anh ấy. Đến khi Hena tỉnh lại cô mới biết Seo-won thật sự đang nằm cạnh mình, cô ngượng ngùng quay đi lại bị Seo-won ôm chặt lấy. Ngày hôm sau trường học tổ chức đi thăm bảo tàng, Seo-won và Hena cố tình nán lại để đi cùng nhau, vô tình cảnh đó bị Chi-won nhìn thấy. Ký ức kiếp trước chợt ùa về trong tâm trí cô ấy. Thì ra trong kiếp trước Seo-won là một công tử nhà giàu, anh hay tới nhà của Chi-won để thăm thầy của mình là chủ nhà. Còn Hena lại chính là cô hầu gái thân cận của chủ mẫu Chu Dong. Seo-won đã để mắt tới cô hầu gái nhỏ nhưng đáng yêu đó. Họ thường trò chuyện cùng nhau, mỗi khi cô bị thương, anh đều bí mật đưa thuốc cho cô. Một lần Hena sơ ý, hất cả chậu nước lạnh lên người của Seo-won. Cô rất sợ hãi và lo lắng, Seo-won sẽ vì vậy mà bị cảm lạnh. Nên cô đã ôm lấy anh, dùng thân mình sưởi ấm cho Seo-won. Hạnh phúc không ngờ lại ngắn ngủi đến thế, rất nhanh người thầy của Seo-won bị buộc tội mưu phản và bắn chết. Triều đình lệnh cho Seo-won đi giết Chu Dong và đứa trẻ trong bụng của cô ấy hòng diệt cỏ tận gốc. Seo-won đã âm thầm đi trước một bước, bảo vệ Chu Dong và Hena rời đi. Nhưng rất nhanh quan binh đã truy đuổi được họ. Để bảo vệ chủ Hena đã mặc áo của Chu Dong và đánh lạc hướng đám quan binh. Seo-won đeo mặt nạ và đánh nhau với quan binh bảo vệ Chu Dong. Trong khi bỏ chạy Chu Dong sơ ý bị té ngã. Sau đó được Sơn Thần cứu và đưa về nơi ở của mình. Sơn Thần vẫn nhớ Chu Dong là cô bé luôn dâng đá cho mình. Anh bị thu hút bởi cô gái lương thiện này. Sơn Thần vẫn luôn chờ đợi cô ấy, không ngờ lại gặp lại cô trong tình cảnh này. Nhờ có sự chỉ dẫn của Sơn Thần, Hena đã tìm được chủ nhân Chu Dong của mình. Dù có cô ấy bầu bạn nhưng Chu Dong vẫn không thể nguôi ngoai sau cái chết của đứa con trong bụng. Cô đi tới vách núi Tha Thần, Sơn Thần đi tới nói cho cô ấy biết đứa trẻ chưa đi đầu thai mà nhập vào xác của một chú chó sắp chết. Không ngờ Chu Dong thật sự tin vào điều đó. Hena thấy chủ nhân đã vui trở lại thì xin phép rời đi tìm người yêu của mình. Seo-won bị quan binh bắt nhốt và tra khảo, bắt anh phải khai ra nói ở của Hena và Chu Dong.
Thời gian đó Chu Dong và Sơn Thần dính lấy nhau như hình với bóng, dần dần họ nảy sinh tình cảm với nhau. Chu Dong đã hôn Sơn Thần và cho anh ấy biết hương vị của tình yêu phàm trần. Sơn Thần muốn đưa Chu Dong ra biển thả đèn, nhưng Chu Dong lại muốn đợi Hena quay trở lại giúp mình trông coi chú cún. Thuộc hạ của Sơn Thần cho anh biết Hena đã mang thai và sợ rằng cô ấy sẽ bắt tay với Seo Eun bán đứng bọn họ để bảo toàn mạng sống gia đình nhỏ của mình. Dẫu vậy Sơn Thần vẫn một mực tin tưởng Hena không phải loại người đó. Anh quàng khăn cho Chu Dong vì sợ cô ấy lạnh. Quan binh đuổi tới, Sơn Thần dặn Chu Dong trốn vào lều, một mình anh sẽ đối phó với quan binh. Ai ngờ Chu Dong không nghe lời chạy ra bên ngoài và bị quan binh đuổi theo. Sơn Thần thấy khăn của Chu Dong rơi trên đất thì xử lý quan binh rồi nhanh chóng đuổi theo. Anh nhìn thấy Seo Eun chĩa kiếm về Chu Dong bên vách núi. Sơn Thần muốn tới cứu cô ấy lại bị quan binh đâm lén. Anh phải trơ mắt nhìn người mình yêu rơi xuống vách núi. Anh lập tức xử lý đám quan binh và đi đến bên thi thể Chu Dong. Anh nhận ra thanh kiếm đâm trên cơ thể cô ấy là của Seo Eun. Đó là nguyên nhân Sơn Thần rời núi tới nơi này làm một thầy giáo nhỏ bé. Anh muốn báo thù rửa hận cho người con gái của mình. Tối đó Bo Gem tới tiệm thú cưng, dùng năng lực khiến cậu của Hena đứng tim. Chi Eun có năng lực đặc biệt nhớ được kiếp trước của mình. Cô chính là Chu Dong, còn Bo Gem chính là chàng Sơn Thần ấm áp của cô ấy. Cô đi tới tìm Bo Gem, trái với sự nhiệt tình của cô ấy thì Bo Gem tỏ ra rất lạnh nhạt. Anh nhắc nhở Chi Eun nếu còn sử dụng năng lực ngoại cảm một lần nữa sẽ phải chịu trừng phạt. Bo Gem nói với Chi Eun rằng quá khứ qua rồi hãy quên đi. Bây giờ chỉ cần sống tốt kiếp sống này của mình là được. Chi Eun muốn ở bên Bo Gem và sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh ấy. Đáng tiếc lại bị Bo Gem thẳng thừng đuổi đi. Nhờ có sự giúp đỡ của Bo Gem, cậu của Hena đã trở lại thành người. Mọi người vô cùng vui mừng, nhưng họ rất bất ngờ bởi điều này chưa từng xảy ra, phải chăng lời nguyền đã có sai sót. Các thành viên trong nhà vội vàng lật tìm tất cả sách vở ghi chép về lời nguyền. Hena đã tìm được một mảnh giấy, bên trên là lời nguyền của Sơn Thần. Nhưng cô không hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Hena lập tức gọi điện thoại kể cho Seo Eun nghe, nhưng cô cho rằng đó là chỉ là chuyện phiếm, bởi Sơn Thần là vị thần tốt, chỉ giúp đỡ con người mà thôi. Vừa cúp máy Hena đã gặp ngay Bo Gem, có lẽ anh ấy đã đợi cô ấy từ sớm. Bo Gem cho Hena biết mình chính là người đặt ra lời nguyền kia. Hena không tin tưởng những lời Bo Gem đang nói, cô tức giận bỏ vào nhà. Bo Gem phất tay, lập tức biến chị Juna thành cún khiến Hena sợ hãi. Cô hỏi Bo Gem rốt cuộc là ai và muốn cái gì. Bo Gem chỉ để lại một câu, nhắc nhở Hena hãy nghĩ thật kỹ và nhớ xem mình là ai. Anh ấy vẫn luôn quanh quẩn bên cuộc sống của cô ấy. Sau khi Bo Gem rời đi, chị Juna cũng được biến trở lại thành người. Hena rất hoang mang, cô nhớ lời nói của Bo Gem và quyết tâm tìm hiểu. Rất nhanh từ trong một tấm hình, tại quyển album gia đình, Hena đã nhìn thấy Bo Gem. Cô nhớ ngày đó mình và chị Juna đi chơi. Có một ông chú đi tới và cho bọn họ kẹo ăn, người đàn ông đó quả thật là Bo Gem. Nhiều năm như vậy hình dáng và khuôn mặt của anh ấy không hề già đi chút nào. Ngày hôm sau Hena đem mọi chuyện kể cho Seo Eun nghe. Họ không biết động cơ gì khiến Bo Gem làm vậy. Sau đó Seo Eun hùng hổ đi tìm Bo Gem chất vấn. Bo Gem mỉm cười nói, hẹn gặp lại nhé nhóc con. Câu nói đó đưa Seo Eun về lại quá khứ. Khi anh còn nhỏ bị một chú chó lớn lao tới cắn. Seo Eun sợ hãi nhắm mắt, bỗng nhiên không gian bị đông cứng. Một người đàn ông đi tới nói với Seo Eun rằng, hẹn gặp lại nhé nhóc con. Giờ đây Seo Eun có thể biết rằng người đàn ông đó chính là Bo Gem. Anh chất vấn Bo Gem tại sao lại theo dõi mình và Hena từ khi còn nhỏ, rốt cuộc anh ta có mục đích gì? Bo Gem nói rằng Seo Eun sẽ sớm biết nguyên nhân thôi. Mẹ gọi điện tới thông báo với Hena chuyện cậu của cô lại biến thành chó rồi. Hena biết là do Bo Gem làm nên đã tìm anh ấy, chất vấn anh ấy sao lại đối xử với gia đình mình như vậy. Bo Gem gọi tên kiếp trước của Hena khiến cô bất giác quỳ xuống, ký ức kiếp trước ùa về. Sơn Thần chĩa kiếm tra hỏi Hena tại sao lại phản bội lại anh ấy và Chu Dong. Có phải là vì muốn bảo vệ đứa bé trong bụng của mình hay không? Hena nói cô có thể chết để đền tội, nhưng xin Sơn Thần hãy tha cho đứa trẻ vô tội trong bụng của mình. Sơn Thần thu hồi kiếm và quyết định để đứa bé trả nghiệp thay cha mẹ mình. Thế là Sơn Thần lạnh lùng ban ra lời nguyền với gia tộc của Hena. Hena rơi nước mắt khi phát hiện ra sự thật. Bo Gem cho cô ấy hai sự lựa chọn, một là gia đình hoặc người mình yêu. Nếu cô ấy chọn gia đình thì ký ức của Seo Eun sẽ bị mất đi, khiến anh ấy không còn nhớ Hena là ai nữa. Hena sẽ bị giày vò đau khổ vì không thể quên đi Seo Eun. Bo Gem cho Hena một ngày để suy nghĩ giữa việc chọn giải lời nguyền hay tình yêu của mình và Seo Eun. Seo Eun biết chuyện thì lao tới tìm Bo Gem. Anh ta cũng đưa ra yêu cầu xóa ký ức của hai người họ. Seo Eun nói rằng dù cho có bị xóa ký ức thì hai người họ vẫn có thể yêu nhau thêm lần nữa, bởi họ sinh ra đã là định mệnh của nhau. Sau đó Seo Eun đưa Hena ra biển. Hena không muốn ích kỷ, cô muốn giúp gia đình giải thoát khỏi lời nguyền đeo bám. Seo Eun chỉ đành nghe theo, dẫu biết rằng sẽ mất nhau nhưng họ chẳng thể làm gì khác. Vòng quay nhân quả tuần hoàn đã tới lúc họ phải trả nghiệp cho những tội ác kiếp trước mình gây ra. Công tử Seo Eun phải lòng nàng hầu thấp kém Hena. Chu Dong là tiểu thư biết được mọi chuyện không hề ngăn cản, còn tốt bụng liên tục tạo cơ hội cho đôi trẻ đến với nhau. Khi tai họa ập đến với phu quân của Chu Dong, Seo Eun cũng hết lòng bảo vệ cô ấy.
Khi ở trên núi cùng Chu Jong, Hena luôn cầu nguyện thần linh ban phước cho Seo Eun và đứa con trong bụng. Nhưng rất lâu không thấy Seo Eun trở lại, Hena đứng ngồi không yên, cô lân la vào làng tìm tung tích. Cô biết được Seo Eun đã bị quan binh bắt và giam giữ. Dẫu bị đe dọa chặt đầu, Seo Eun cũng không khai ra vị trí Hena và Chu Jong đang trốn. Hena đã cầu xin đại nhân tha cho Seo Eun, đổi lại cô sẽ tiết lộ nơi mà Chu Jong đang trốn. Ngày hôm sau, Seo Eun tới trường học trong tâm trạng bất ổn. Anh rất bất ngờ khi Hena đi lướt qua mình như chưa từng thân thiết. Anh không kiềm chế được mà nắm tay cô ấy, điều đó khiến Hena rất sốc. Thậm chí cô còn từ chối lời hẹn đi chơi cùng Seo Eun một cách phũ phàng. Seo Eun chợt nhận ra Hena đã quên mình thật rồi. Anh tức giận chạy đi tìm Bo Gem chất vấn. Thì ra Bo Gem vẫn ghim chuyện Seo Eun đã gáy hôm trước, nên đã xóa ký ức của Hena để cho Seo Eun nếm trải cảm giác bị người yêu lãng quên. Thời gian sau đó, Seo Eun như một chiếc bóng vô hồn, đâu đâu cũng khiến anh nhớ tới những kỷ niệm bên cạnh Hena. Seo Eun đã từng nói khi Hena quên mất anh sẽ lao tới ôm lấy cô và làm cho cô nhớ ra mình. Seo Eun nhớ Hena từng nói cô rất dễ dãi, con đường để tán đổ cô ấy chính là đi qua dạ dày. Trưa hôm đó, Seo Eun đã thấp thỏm chờ đợi Hena từ nhà ăn trở về và tặng bánh ngọt cho cô ấy. Không ngờ Hena lại chẳng để tâm tới mảnh tâm ý của anh ấy mà dễ dàng đem tặng chiếc bánh lại cho người khác. Seo Eun không hề từ bỏ, anh học theo cách của Hena trước đây, vừa giúp cô lau bàn, lại nhiệt tình rủ cô đi nhậu. Ngay tới việc chuẩn bị kem dưỡng ẩm cho da tay cũng được Seo Eun chu đáo chuẩn bị cho Hena. Tan làm, Seo Eun cũng âm thầm đi theo muốn mời Hena đi ăn cùng mình, lại bị Bo Gem cắt ngang và hớt tay trên. Mẹ của Hena phát hiện ra cậu của cô ấy đã biến lại thành người thì lập tức triệu tập mọi người về nhà. Dường như những ký ức trước đây đều bị mọi người quên một cách chọn lọc. Ngay cả Choi Jun cũng đã quên hết kỷ niệm về việc Hena từng là chú cún Coca mà cậu bé yêu thích. Chỉ lại lại mình Seo Eun luôn nhớ và ôm lấy những kỷ niệm đó mà thôi. Ngày hôm sau, thầy hiệu phó phân công Hena và một vài đồng nghiệp cùng các em học sinh vệ sinh trường học. Ngay khi đó, cô ấy trượt chân suýt té ngã. Seo Eun xuất hiện kịp thời ôm lấy Hena như một chàng bạch mã hoàng tử bảo vệ công chúa nhỏ của mình. Các học sinh liên tục đẩy thuyền cho hai người họ. Sau đó, Bo Gem cố tình chăm sóc Hena khiến Seo Eun rất gai mắt. Anh cảm giác được sự đe dọa, lập tức lao tới kéo Hena tránh xa Bo Gem. Ra một góc vắng người, Seo Eun tỏ tình với Hena lại bị cô lịch sự từ chối. Giờ đây Hena đã trở lại thời say nắng Bo Gem tới chết mê chết mệt rồi, nào còn có thời gian quan tâm tới anh ấy nữa. Seo Eun ghen tuông đi tới tìm Bo Gem, đối phương vừa khiêu khích vài câu, anh đã không nhịn được mà lao vào tác động vật lý. Hena thấy vậy thì lao tới bảo vệ Bo Gem. Mặc cho Seo Eun bị thương ở tay tới rỉ máu, cô cũng chẳng hề mảy may bận tâm. Seo Eun bị tổn thương, chỉ có thể ngồi một góc gặm nhấm nỗi buồn. Để khiêu khích Seo Eun, Bo Gem đã đề nghị hẹn hò cùng Hena. Thông qua miệng của Choi Jun, Seo Eun biết được chị Eun cũng giống như mình, vẫn còn giữ được ký ức. Tối đó Hena kể cho chị Juna nghe việc mình được thầy Bo Gem tỏ tình. Có điều cô không hề vui vẻ, Hena cứ cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng nhưng lại chẳng thể nhớ ra. Ngày hôm sau, vô tình Seo Eun nghe được việc Hena và Bo Gem hẹn hò. Anh bỗng nhiên cảm thấy lòng hôm nay đáng quá. Chi Eun đi tìm thầy Bo Gem chất vấn anh ấy. Tại sao người tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác? Tại sao lại ra tay tàn nhẫn với thầy Seo Eun và cô Hena như vậy? Có phải vì kiếp trước bọn họ đã giết chết cô ấy hay không? Không tìm được câu trả lời từ chỗ Bo Gem, Chi Eun đi tìm thầy hiệu phó. Sau 77-49 lần chơi trò chơi thua, cuối cùng thầy hiệu phó bị Chi Eun ép phải nói ra ngọn núi nơi cô ấy chết ở kiếp trước. Một bên khác, chị Juna và anh Gutek đã vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân mình. Bọn họ quyết định nâng cấp tình bạn trở thành tình yêu. Seo Eun nghe tin hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của Hena và Bo Gem nên đã quyết định bám đuôi theo hai người họ. Có lẽ đây là quyết định sai lầm nhất của anh ấy, bởi nguyên buổi phải nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người đàn ông khác. Seo Eun bắt đầu thấy hối hận, đáng ra anh ấy không nên tới đây, mắt không thấy thì tim sẽ bớt đau hơn. Chị Juna và anh Gutek đang hẹn hò, nhưng trước mặt Hena họ lại phải giả vờ giấu giếm. Ngày hôm sau, Hena hỏi thăm Seo Eun về buổi xem phim ngày hôm qua thế nào. Anh ấy nói rằng mình không thể tập trung xem phim vì tâm trạng không tốt. Một bên khác, Chi Eun sau khi lấy được thông tin từ thầy hiệu phó thì đang bắt đầu lên kế hoạch tới ngọn núi kia. Choi Jun và cậu béo cũng muốn đi theo góp vui. Tan làm, Hena vô tình phát hiện quyển lịch trên bàn làm việc của Seo Eun cũng khoanh tròn ngày cuối tuần đi biển Tây. Cô chạy theo Seo Eun để hỏi thăm. Hena cảm thấy móc khóa hình con chó của Seo Eun rất đáng yêu và thân thuộc. Seo Eun nói đó là đồ anh được một người tặng. Dù rằng cô ấy giờ đã quên đi anh, nhưng anh vẫn luôn nhớ cô ấy khôn nguôi. Hena thẫn thờ ra về, cô thấy lòng tự nhiên nặng trĩu. Hena nhìn hình chị Juna và anh Gutek sánh bước bên nhau. Cô dường như bị ảo giác nhìn thấy mình và thầy Seo Eun cũng từng có khoảng thời gian hạnh phúc như vậy. Hôm sau, Hena và Bo Gem đi ăn cùng nhau. Anh ấy nhận được hình ảnh do thầy hiệu phó gửi tới, nhóm của Chi Eun đã lên núi. Choi Jun nghe Chi Eun nói và biết được cậu mình đang thất tình nên đã gọi cho Hena bảo cô ấy tới nhà của mình ngay. Hena vội vàng rời khỏi quán mì và ba chân bốn cẳng chạy tới nhà của Choi Jun. Cô ngỡ ngàng khi thấy Seo Eun ở đó, thấy thằng cháu đáng đồng tiền bát gạo đã tạo cơ hội cho mình.
Seo-eun vội vàng nắm lấy, anh mời Hye-na ở lại ăn mì gói cùng mình. Trong khi đó, Chi-eun đi theo tiếng gọi bản năng, lao phăng phăng vào rừng. Điểm đến của cô ấy là vách núi và vực thẳm nơi mình kiếp trước vong mạng. Hye-na oánh chén no nê ở nhà của Seo-eun. Cô cảm thấy nơi này quen thuộc, giống như từng đến nhiều lần rồi vậy. Hye-na nói dạo gần đâu đầu óc và trái tim của cô không cùng tần số với nhau, có lẽ cô cần tới bệnh viện kiểm tra. Seo-eun không biết giải thích thế nào cho Hye-na hiểu. Anh đã dùng nụ hôn nồng nhiệt của mình giải đáp những thắc mắc cho Hye-na. Cô ngượng ngùng vội vàng đẩy anh ra, rồi vội vã chạy như ma đuổi. Hye-na sợ hãi trốn vào một góc gần đó và bắt đầu hồi hộp đợi chờ giây phút lời nguyền linh nghiệm biến mình thành cún. Nhưng chẳng có điều gì khác thường xảy ra, khiến Hye-na vô cùng bất ngờ. Cô đem mọi chuyện kể cho chị Juna và cậu của mình nghe. Cả hai người họ cũng rơi vào tình trạng hỏi chấm. Ngày hôm sau, Hye-na cố gắng tránh mặt Seo-eun. Điều đó khiến anh ấy rất buồn và đau lòng. Nhưng Seo-eun lựa chọn tôn trọng quyết định của Hye-na. Anh ấy nói rằng mình sẽ chờ đợi ngày cô ấy nhớ ra những ký ức và mở lòng với mình. Người cậu ở nhà trong khi tìm kiếm đồ đạc, vô tình đã thấy được bức ảnh chụp chung của Hye-na và Seo-eun. Ông ấy lập tức mang nó tới trường học cho Hye-na, ai ngờ lại bị hiệu phó bắt gặp. Hiệu phó sợ rằng Hye-na sau khi xem xong bức ảnh sẽ nhớ lại ký ức về Seo-eun nên đã tìm cách ngăn cản cậu của cô ấy. Bằng cách dùng thức ăn của chó thu hút người cậu, khiến ông ấy bị mất khả năng nói chuyện. Đợi đến khi Hye-na tìm thấy được cậu thì ông ấy chỉ còn biết sửa lên ăng ẳng. Hye-na gợi ý cậu hãy gõ bàn phím nói lên suy nghĩ của mình, nhưng dường như thầy hiệu phó cũng đã lường trước nước đi này rồi. Người cậu lấy ra thẻ nhân viên của hiệu phó và chỉ vào cổ mình, ngụ ý muốn cho Hye-na biết thầy hiệu phó chính là hung thủ khiến ông ấy thành ra như hiện tại. Hye-na lập tức đi tới phòng làm việc của hiệu phó, nhờ vậy cô vô tình nhìn được bức ảnh chụp chung giữa mình và Seo-eun. Sau chuỗi những điều Seo-eun từng nói và hiện tại, Hye-na có thể khẳng định được việc mình đã mất đi một phần ký ức. Trên đường di chuyển, Hye-na đã trông thấy Bo-gem ở đối diện mình, cô nhớ ra một vài ký ức chắp vá. Hye-na đề nghị Bo-gem trả lại ký ức về Seo-eun cho mình nhưng lại bị anh ấy từ chối. Bo-gem cho rằng những gì Hye-na và Seo-eun phải nhận đều vì họ xứng đáng. Bo-gem rất thất vọng vì phép thuật của mình không thể chia cắt bọn họ. Vậy thì anh sẽ đẩy bọn họ xuống địa ngục. Ngày hôm sau, nhà trường ra thông báo các học sinh sẽ được đi dã ngoại và Hye-na sẽ là giáo viên chịu trách nhiệm dẫn dắt. Chi-eun gặp riêng Seo-eun và cho anh ấy biết núi Hong-ji chính là hiện trường cái chết của cô ấy ở kiếp trước. Chi-eun nhắc nhở Seo-eun rằng phải ngăn không cho Hye-na tới đó. Nhưng Hye-na ngang bướng vì muốn lấy lại ký ức nên vẫn lựa chọn mạo hiểm. Seo-eun không khuyên được cô ấy thì chỉ đành quyết định đi theo bảo vệ. Ngày hôm sau, mọi người lên ngôi nhà trên núi. Các học sinh bị con ma nữ tóc trắng do thầy hiệu phó hóa trang làm cho sợ bỏ chạy toán loạn. Hye-na vội vàng chạy theo trấn an nhưng lại bị mất dấu các học sinh. Seo-eun đã xuất hiện trấn an Hye-na. Cô ấy dường như nhớ lại được một vài kỷ niệm trước kia khi họ bên nhau. Sau đó, Sơn Thần đã thả ra một đàn chó đuổi cho Hye-na và Seo-eun chạy rẽ đất. Chi-eun nghe tiếng cho biết là có biến, cô tăng tốc chạy tới tìm Sơn Thần chất vấn anh ấy. Kiếp trước Sơn Thần từng hứa sẽ đưa cô ấy ngao du trên biển. Không ngờ lời hứa không những không được thực hiện, mà anh ấy còn lựa chọn dây dưa không dứt vì công cuộc báo thù. Chi-eun hôn Sơn Thần giúp anh nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào đã qua. Thì ra kiếp trước sau một phút nông nổi, suýt thì khai ra nơi ở của Chu Dong, Hye-na bắt đầu hối hận. Cô lừa viên quan triều đình rằng mình sẽ đưa Chu Dong tới giao nộp cho ông ta, nhưng lại âm thầm lên núi báo tin cho Chu Dong chạy trốn. Đáng tiếc binh lính đã bám theo và biết được hành tung của cả hai. Seo-eun nhờ được một người bạn giúp đỡ mà thoát được khỏi ngục. Anh lao tới giải cứu cho Chu Dong và Hye-na. Sau đó cả ba chạy tới vách núi, nhưng quan binh vẫn đuổi cùng giết tận. Một mình Seo-eun chẳng phải là đối thủ của chúng. Cuối cùng Chu Dong lựa chọn tự sát để bảo vệ đứa con trong bụng của Hye-na. Sơn Thần đứng từ xa không quan sát được ngọn nguồn sự việc nên mới dẫn đến hiểu lầm và hận Hye-na và Seo-eun lâu như vậy. Sơn Thần nhận ra sai lầm của bản thân mình. Hóa ra hận thù đã khiến anh ấy đánh mất bản thân mình. Sơn Thần đau lòng vì Chu Dong có thể hy sinh mạng sống vì Hye-na và đứa con của cô ấy. Nhưng chưa bao giờ Chu Dong từng nghĩ cho anh ấy một lần. Chu Dong ôm lấy Sơn Thần và xin lỗi anh ấy. Cô mong rằng sau này anh có thể về núi và sống thật tốt. Ở bên này, Seo-eun và Hye-na bị một con chó lao tới. Seo-eun đã vượt qua nỗi sợ của bản thân và bảo vệ Hye-na. Con chó bỗng nhiên biến thành làn khói đen, bốc hơi trong không khí. Hye-na cũng nhớ lại những ký ức bên cạnh Seo-eun. Seo-eun cuối cùng cũng đợi được tới lúc Hye-na nhớ ra anh ấy. Trong tình yêu, chỉ cần chúng ta can đảm và đủ cố gắng, nhất định sẽ gặt được quả ngọt. Sau đó, thầy giáo Bo-gem cũng xin nghỉ việc tại trường học. Thầy hiệu phó cũng từ chức, hai người họ không còn xuất hiện thêm lần nào nữa. Seo-eun và Hye-na vẫn âm thầm yêu đương trong bóng tối. Tình yêu công sở thường xuyên có nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhau, khiến ngày tháng của đôi trẻ trôi qua vô cùng ngọt ngào. Ngày hôm đó có một chương trình hẹn hò, muốn mời các giáo viên trong trường học tham gia, các đồng nghiệp đã đề cử Seo-eun. Vì chỉ có giáo viên nam đẹp mã như anh ấy mới xứng với đối tượng hẹn hò lần này. Hye-na có chút tự ti, cô lén lút rời khỏi phòng họp, lại bị Seo-eun nhìn thấy. Anh đuổi theo kéo Hye-na quay trở lại phòng họp và công khai mối quan hệ của họ. Sắp tới là sinh nhật của Seo-eun rồi, Hye-na vắt óc suy nghĩ, cũng không biết nên chuẩn bị bất ngờ gì cho bạn trai. Là một người dày dặn kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nên Chi Juna nào có thể trơ mắt nhìn em gái như vậy.
chị Juna đề nghị Hena hãy đưa Seo-un về ra mắt gia đình mình. Nhưng Hena lại sợ bố mẹ sẽ chuẩn bị một mâm gà rán để test khẩu vị của Seo-un. Tiếp theo, chị Juna lại đề nghị Hena hãy đưa Seo-un đi dã ngoại tại căn nhà trên núi. Nhưng Hena lại nghĩ tới việc khi hai người đang hâm nóng tình cảm, chị Juna sẽ xuất hiện phá đám với bó hoa trên tay. Cuối cùng, chị Juna cũng bất lực và mặc kệ Hena, bởi chị còn bận rộn đưa anh Gu-taek về ra mắt cha mẹ. Hai anh chị cảm thấy yêu cũng đủ rồi nên đang có ý định tính chuyện trăm năm. Một thành viên khác cũng đã tìm được mùa xuân của đời mình, chính là người cậu. Sau di chứng vụ bị thầy hiệu phó đầu độc, ông cậu vẫn chưa nói chuyện được. Hôm nay ông ấy đi hẹn hò cùng đồng nghiệp của Hena. Món bánh trên bàn quá ngon khiến ông cậu không nhịn được mà ăn ngấu nghiến. Vô tình bị nghẹn khiến nữ giáo viên phải ra tay giúp đỡ. Xong việc, thay vì cảm ơn, ông cậu lại hú hét bằng tiếng chó, dọa cho nữ giáo viên bỏ chạy. Để Seo-un có thể vượt qua nỗi sợ với chó, Hena đã đưa anh ấy đi làm công tác tình nguyện tại bệnh viện thú cưng. Sau đó, Hena còn đem viết câu chuyện tình yêu của mình và Seo-un thành một vở kịch để các em học sinh trong trường học biểu diễn. Hena dắt cậu mình tới trường học xem biểu diễn. Vì cô có việc bận nên chỉ đành để Seo-un chăm sóc cậu giúp mình. Ông cậu cảm thấy rất khó chịu từ khi mất đi giọng nói. Tất cả đều tại cái lão thầy hiệu phó mắc dịch. Vừa nhìn thấy thầy hiệu phó, ông cậu lập tức đuổi theo. Seo-un cũng gia nhập cuộc đua ngay sau đó. Thầy hiệu phó nói mình không có cách nào giúp ông cậu. Bây giờ ông ấy chỉ có thể luyện tập, nói tiếng người hàng ngày. Nếu kiên trì sẽ rất nhanh có kết quả khả quan. Sau đó Hena gửi video về vở kịch cho Seo-un, khiến anh ấy vô cùng cảm động. Hơn 30 mùa bánh trưng rồi, đây là sinh nhật ý nghĩa nhất đối với anh ấy. Thời gian trôi nhanh, anh Gu-taek và chị Juna đã lên kế hoạch đi chụp ảnh cưới cùng nhau. Ông cậu sau quá trình tập luyện kiên trì đã lấy lại được giọng nói và đi tỏ tình nữ giáo viên. Chi-un tìm tới gặp Bo-gem và đưa anh ấy đi thả đèn lồng ngoài biển. Chi-un mong rằng Bo-gem có thể quên đi quá khứ và nhìn về tương lai. Bọn họ rồi sẽ thật hạnh phúc, chỉ là không thể tiếp tục bên nhau mà thôi. Hena và Seo-un thì luôn dính với nhau như sam. Mong rằng các cặp đôi yêu nhau đều có thể kiên trì với đoạn tình cảm chân thành của chính mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều bộ phim đặc sắc hơn nhé! Các bạn thân mến, vậy là bộ phim đã kết thúc rồi. Và các bạn nghĩ sao về bộ phim này? Hãy cho Phương những lời nhận xét bằng cách comment ở dưới đây nhé!